Vâng, xin chào tất cả các anh chị tại Việt Nam cũng như là đồng bào hiểu hải ngoại. Tôi là Johnny Thông đây, admin của kèo thơm ICO.com. Quay trở lại ngày hôm nay, tôi hướng dẫn các anh chị cách bán những cái token ERC20. ERC20 là một trong những token rất phổ biến và có thể chứa đựng ở trên cái ví My Ether Wallet. Thế thì ngày hôm nay, cái sàn Zobit đã cho chúng ta có thể bán cái token Komsa, một trong những cái token rất là nổi tiếng của một cái ICO đến từ Nhật Bản. Thế thì cái video clip trước tôi hướng dẫn các anh chị cách lập tài khoản Zobit rồi. Thế thì chúng ta làm cách nào chúng ta có thể chuyển cái token Komsa lên Zobit để chúng ta có thể bán bất kỳ lúc nào khi mà giá tốt các anh chị nhé. Thế thì bây giờ quay trở lại, chúng ta phải có một cái tài khoản, chúng ta đăng nhập vào gì? Zobit.net. Rồi, chúng ta vào trong cái wallet này để chúng ta lấy cái địa chỉ ví CMS là Komsa. Sau khi vào đây, nó liệt kê rất nhiều cái đồng tiền nằm trong balance của chúng ta. Ok, nhiệm vụ của anh chị là gì nào? Nhiệm vụ của anh chị là chúng ta search tìm kiếm đúng cái token của chúng ta. Đây, CMS, chúng ta search CMS. Chúng ta vào đây, chúng ta thấy CMS rồi và chúng ta thấy này, chúng ta thấy là deposit, chúng ta sẽ bấm vào deposit. Ok, chờ chút các anh chị nhé, là chúng ta sẽ, đây là Bitcoin, Litecoin, chúng ta sẽ đưa cái CMS này lên. Đây, chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng là chúng ta deposit vào đây. Sau khi bấm là deposit CMS thì nó hiện ra một cái địa chỉ ví để chúng ta có thể copy cái địa chỉ ví này. Ok, chúng ta copy và sau đó chúng ta vào cái địa chỉ ví gì ạ? My Ether Wallet. My Ether Wallet đang chứa cái token CMS ở đây để chúng ta có thể đưa lên để bán các anh chị nhé. Chúng ta có thể đưa lên để chúng ta bán cái này. Đây, chúng ta sẽ bấm gì ạ? Chúng ta sẽ gửi cái này đi. Chúng ta sẽ gửi. Chúng ta muốn gửi vào đây. Ok, chúng ta sẽ Ctrl V cái địa chỉ trên cái ví CMS trên cái gì ạ? Sàn Zobit. Chúng ta muốn gửi đi ở đây, chúng ta bấm là CMS. Được không ạ? Và chúng ta bấm muốn cái số lượng là ở trong này. À, ok. Chúng ta nó tự động để cái mức gas các anh chị. Cái mức gas đây là, đây chúng ta để gas price đây là fast luôn, là nhanh rồi. Và ở cái này thì chúng ta thấy là cái gas limit ở đây là 52.305. Ok, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bấm generate transaction. Như là chúng ta phải thay đổi cái địa chỉ gas này. Ví dụ các anh chị để là 250 coi. Để cái địa chỉ gas limit này xem được thế nào. Tức là chúng ta quá thời gian à. Tôi sẽ kết nối lại. Tôi sẽ kết nối địa chỉ ví này lại.
Tôi đang dùng cái ví lạnh của Ledger Nano S các anh chị. Bây giờ tôi sẽ chuyển cái số lượng vào đây. Tôi lấy cái địa chỉ ở đây. Đây chính là cái địa chỉ ví gì ạ? CMS. Tôi muốn chuyển vào đây. Và cái số lượng chính xác là tôi chuyển cái mức này. Ok, tôi sẽ bấm cái này. Và tôi sẽ phải bấm confirm. À, và nó hiện ra là đúng địa chỉ này hay không. Và tôi sẽ bấm gì? Send. Và nó hiện ra một cái bảng và tôi sẽ chỉ làm động tác là I'm sure là được rồi. À. Nó báo là không đủ cái số lượng chuyển. Ok, tôi sẽ bấm vào đây là CMS. Ok, đây là cái mã token của CMS và tiếp tục. Và tôi sẽ gì ạ? Đây là cái CMS các anh chị nha. Rồi, và nó báo thành công rồi. Bây giờ tôi làm gì? Verify. Tôi sẽ kiểm tra cái transaction này ở Etherscan. Ok các anh chị nhé. Và ở trong ví đây nó đã trừ rồi các anh chị. Trong ví này thì hiện nay nó đã trừ rồi. Và chúng ta đã chuyển thành công cái CMS từ cái ví lạnh Ledger Nano S lên cái sàn Yobit để các anh chị có thể làm gì ạ? Chúng ta bán khi nào chúng ta cần. Đây tôi kiểm tra lại. Ok, cái CMS trong này nó đã rút đi rồi các anh chị nhá. Đã thành công. Vậy là chúng ta đã rút thành công cái CMS của chúng ta. Vâng. Vậy thì tôi đã hướng dẫn các anh chị cách chuyển CMS từ cái ví My Ether Wallet lên cái sàn Yobit này để chúng ta có thể làm gì ạ? Bán khi mà giá nó tốt. Vâng, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Bất kỳ cái sự hướng dẫn nào thì anh chị hỏi đáp tôi ở trên YouTube hoặc là Telegram hoặc là bất kỳ một cái phương tiện nào. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Johnny Thông, admin của kèo thơm ICO.com. Xin chào và hẹn gặp lại.